chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 cho đến 17 tuổi chính thức triển khai từ đầu tháng 11 năm 2021 trên toàn quốc. Theo đó, các địa phương tổ chức việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định, điểm tiêm lưu động và trường học. Với bất kỳ loại vaccine nào cũng đều có nguy cơ xảy ra phản ứng phụ. Vaccine COVID-19 cũng vậy. Riêng với vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ em, các chuyên gia cũng như các bậc phụ huynh còn có một mối lo khác, đó là biến chứng viêm cơ tim và viêm màng tim cấp sau tiêm vaccine. Để chuẩn bị an toàn cho chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử tại Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm cơ tim sau tiêm vaccine COVID-19. Hướng dẫn của Bộ Y tế cho biết viêm cơ tim cấp là biến chứng hiếm gặp, hầu hết xảy ra ở người trẻ và phần lớn gặp sau tiêm mũi thứ 2 vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, cộng đồng, đặc biệt là các bậc cha mẹ vẫn cần chú ý, cảnh giác để kịp thời phát hiện biến chứng nguy hiểm này. Cũng giống như chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho người lớn, có những đối tượng trẻ em sẽ được chích ngừa tại bệnh viện. Một cháu học sinh lớp 6 đang được khám sàng lọc trước tiêm. Cháu có tiền sử dị ứng phức tạp nên các bác sĩ đã khám rất kỹ. Cùng với đó, việc theo dõi sau tiêm cũng phải chặt chẽ hơn so với những trẻ khác. Cháu có tiền sử dị ứng với rất là nhiều loại hải sản, ăn hải sản là dị ứng ba ba rồi tương cua ghẹ. Thông thường khi mà ăn thì cháu thường là nổi mẩn hết các mọi người đã nhiều lần nhập viện rồi. Và tiền sử sốc phản vệ với kháng sinh khi mà mổ viêm xoang. Vì vậy nên là không tiêm được ở địa phương mà chuyển cho chúng tôi đã sàng lọc và đã đang thực hiện tiêm cho cháu và theo dõi theo quy trình của bệnh viện. Hay là một cái nhóm trẻ mà tôi thấy rằng là bây giờ chúng ta đang rất cần bảo vệ để giảm bớt cái nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong của các cháu đối với COVID, đó chính là nhóm trẻ mắc bệnh mãn tính, ví dụ như bệnh ung thư, ví dụ như bệnh máu hay bệnh thận. Thì đấy là những cái nhóm trẻ mà chúng ta cũng cần phải tiêm. Tôi lấy ví dụ như một cháu mà bị suy thận mạn mà cần phải được lọc máu ở tại trong bệnh viện. Thì với những cái cháu này thì cái suy giảm miễn dịch của các cháu là có. Thế và với cháu đi lại ở trong cái môi trường bệnh viện là cái môi trường mà rất là nguy cơ và hoàn toàn có thể nguy cơ mắc. Theo Sở Y tế Quảng Ninh, các cháu có bệnh lý nền phải tiêm ở bệnh viện. Sau khi tiêm, sức khỏe đều ổn định và an toàn. Theo Bộ Y tế, viêm cơ tim, viêm màng tim cấp sau tiêm vaccine COVID-19 mới được ghi nhận gần đây trong báo cáo của các cơ quan phòng chống bệnh tật và tổ chức giám sát an toàn vaccine tại châu Âu, Hoa Kỳ và một số nước khác. Viêm cơ tim cấp là một trong những biến chứng quan trọng sau khi tiêm vaccine COVID-19. Viêm cơ tim, viêm màng tim cấp sau tiêm vaccine là biến chứng hiếm gặp, được ghi nhận sau khi tiêm các loại vaccine COVID-19 như Pfizer, Moderna, AstraZeneca hay Janssen. Hiện chưa rõ cơ chế sinh bệnh, mặc dù phản ứng quá mẫn muộn được cho là cơ chế quan trọng, tương tự như hiện tượng viêm cơ tim sau tiêm các loại vaccine thông thường. Có một cái điều mà chúng ta thấy cũng khá là chung và cũng đã được gặp được ở rất nhiều các cái tình huống, đấy là cái phản ứng ở người trẻ nói chung và trẻ em nói riêng thì có vẻ như là mạnh hơn và trầm trọng hơn so với cả người lớn và người già. Đấy chính là cái vấn đề của các vaccine nói chung trong thời điểm hiện tại, và nó cũng thường là đi kèm với cả cái lượng kháng thể sinh ra ở đối tượng trẻ nhỏ và trẻ và cái độ tuổi vị thành niên. Như thế có nghĩa rằng là khi chúng ta tiêm ở đối tượng trẻ thì cái việc mà chúng ta đặt sẵn ra trong cái công tác dự phòng, đấy là ở đối tượng người trẻ và trẻ nhỏ thì các cái phản ứng bất lợi sau tiêm có thể nó sẽ nhiều hơn. Và vì vậy có nghĩa rằng cái công tác chuẩn bị cũng như công tác truyền thông cũng như là những cái vấn đề về cấp cứu sau khi tiêm nó cũng sẽ phải cẩn trọng hơn rất nhiều so với đối tượng tiêm ở người lớn. Và vì trẻ em là một cái đối tượng nó luôn luôn hiếu động, luôn luôn là hoạt động, thay vì là có cái sự bình tĩnh lắng nghe cơ thể như là người lớn, thì trẻ em đôi khi nó bỏ qua những cái vấn đề đó và
đôi khi tất những cái dấu hiệu bất lợi đi kèm có thể là không được nhìn thấy, không được phát hiện sớm, không được thông báo sớm cho y tế, và nó sẽ đến khi mà thông báo cho y tế thì cái việc mà xử trí nó sẽ khó khăn hơn. Viêm cơ tim hầu hết gặp ở người trẻ tuổi, nam giới nhiều hơn nữ giới, phần lớn gặp sau khi tiêm mũi tiêm lần 2 hoặc mũi tiêm lần đầu ở người có tiền sử mắc COVID-19 và đa phần được phát hiện cũng như điều trị khỏi trung bình sau từ 2 cho đến 4 ngày. Tuy nhiên, bệnh có thể tiến triển bất thường thành các dạng nặng, nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Vì vậy, cần phải cảnh giác khi xuất hiện một trong các biểu hiện như đau ngực, khó thở, rối loạn nhịp tim để được sàng lọc và theo dõi kịp thời. Một cái phản ứng rất hiếm gặp, không mong muốn, cũng đã được ghi nhận đó là viêm cơ tim. Ở một số các nước đã triển khai trước chúng ta, nhưng số hiệu này rất là hiếm gặp. Thế và nếu mà những trẻ em sau khi tiêm vaccine Pfizer, do Pfizer BioNTech hoặc là Moderna, thì cùng với cái việc mà các cháu hoạt động mạnh thì sẽ tăng thêm cái áp lực cho tim, và như vậy cái biểu hiện viêm cơ tim nó sẽ trở nên trầm trọng hơn. Và chính vì vậy người ta cũng có một cái số liệu thống kê ghi nhận rất rõ ràng là đối với trẻ em khi tiêm thì cái viêm cơ tim có thể xảy ra nhiều hơn ở mũi thứ hai, và ở trẻ trai nhiều hơn ở trẻ gái, một cái tỷ lệ rất là khác biệt, có thể là gấp từ 6 cho đến hơn 10 lần tùy từng các nghiên cứu ở các quốc gia khác nhau. Và số liệu này hiện nay ghi nhận thì cũng chỉ là những cái số liệu rất là ban đầu, bởi vì tất cả các quốc gia, như tôi vừa nói, trên 36 quốc gia sử dụng cái vaccine Pfizer-BioNTech để tiêm cho trẻ em thì cũng rất là mới, cũng chỉ có vài tháng gần đây. Bộ Y tế dẫn chứng cập nhật đến tháng 6 năm 2021, số liệu từ Ủy ban Y tế châu Âu ghi nhận tỷ lệ viêm cơ tim cấp và viêm màng ngoài tim cấp lần lượt là 0,76 và 0,79 phần triệu với vaccine Pfizer, 0,84 và 0,95 phần triệu với vaccine của Moderna, 0,95 và 1,2 phần triệu với vaccine của AstraZeneca, 0,5 phần triệu đối với vaccine của Johnson & Johnson. Bộ Y tế khẳng định, so sánh tổng lợi ích với nguy cơ thì việc tiêm vaccine COVID-19 là cần thiết và trở thành một cứu cánh để thoát khỏi đại dịch. Triệu chứng lâm sàng viêm cơ tim cấp xuất hiện thường từ 2 cho đến 4 ngày sau khi trẻ tiêm vaccine, có thể gặp sớm 12 giờ sau tiêm hoặc muộn hơn. Các triệu chứng gồm đau ngực, kiểu đau thắt chẹn vào vùng sau xương ức, ngực trái hoặc ngực phải, hoặc kiểu đau sát bỏng thay đổi theo nhịp hô hấp hoặc tư thế. Khó thở ở các mức độ khác nhau, từ khó thở nhẹ khi gắng sức đến khó thở thường xuyên hoặc khó thở dữ dội, tương ứng với mức độ nặng của suy tim. Rối loạn nhịp tim, cảm giác tim đập nhanh hoặc chậm bất thường, hoặc hồi hộp chống ngực do các dạng rối loạn nhịp tim khác nhau. Khám lâm sàng có thể không thấy được dấu hiệu gì đặc biệt, hoặc chỉ có tiếng cọ màng ngoài tim. Có thể có sốt hoặc không sốt. Viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim cấp thường đáp ứng tốt với điều trị và giảm dần sau từ 3 cho đến 5 ngày, song cũng có thể trở nặng và thậm chí là nguy kịch bất thường. Dấu hiệu nặng và nguy kịch bao gồm những biểu hiện của các tình trạng như phù phổi cấp, suy tim cấp, tràn dịch màng tim gây ép tim, sốc tim, các rối loạn nhịp nhanh hoặc chậm phức tạp, ngất hoặc thậm chí là đột tử. Với vaccine Pfizer thì chúng tôi hay cũng được cảnh báo là có dấu hiệu phản ứng là viêm cơ tim. Thế thì khi gặp các dấu hiệu mà bị đau ngực, bị khó thở hoặc là mệt đấy, sau khi tiêm chủng thì phụ huynh nên lưu ý cho trẻ và cho trẻ đến bệnh viện để khám bệnh. Dựa trên những triệu chứng sau, thứ nhất là bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng tim mạch như đau ngực cấp, đánh trống ngực, khó thở gắng sức. À, hoặc là kể cả khi nằm cũng có thở gắng sức, bệnh nhân có biểu hiện vã mồ hôi và nặng, có thể có đột tử. Thứ hai, hoặc là có ít nhất hai triệu chứng không đặc hiệu. Triệu chứng không đặc hiệu ở đây thì là triệu chứng thường là mệt mỏi, đau bụng, cơn ngất, phù và ho. Tôi xin nhấn mạnh cái triệu chứng không đặc hiệu đây, tại vì phần lớn các bệnh nhân mà đến với chúng tôi trong viêm cơ tim chung thì những cái triệu chứng mà các anh chị thấy là khai thác về đánh trống ngực và đau ngực đôi lúc không rõ, mà đôi lúc là bệnh nhân lại có biểu hiện
là đau bụng, mệt, đau bụng. Sau đó thì khi mà đến về bệnh viện thì cái triệu chứng đã muộn là bệnh nhân sẽ khó thở. Đấy. Và đối với những trẻ nhỏ thì những cái triệu chứng như là bệnh nhân về chi giác, là bệnh nhân lờ đờ, bệnh nhân thở nhanh, có những cái biểu hiện nôn, ăn kém, mà đôi lúc là chúng ta sẽ nhầm với bệnh lý của tiêu hóa và chúng ta sẽ bỏ sót. Bộ Y tế lưu ý với người dân tiêm vaccine COVID-19 và có một trong số các dấu hiệu nghi ngờ như sau, như đau ngực, khó thở, rối loạn nhịp, cần phải được đến bệnh viện gần nhất để thăm khám, để loại trừ viêm cơ tim hoặc viêm màng tim cấp. Nếu chẩn đoán viêm cơ tim cấp, cần phải theo dõi sát tại các cơ sở có thể hồi sức cấp cứu tim mạch. Trường hợp chuyển nặng, phải chuyển đến bệnh viện chuyên khoa về tim mạch. Hiện nay, chưa có điều trị đặc hiệu cho viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim cấp sau tiêm vaccine. Các biện pháp chủ yếu là giảm đau chống viêm, sẵn sàng điều trị hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn khi có các diễn biến nặng hoặc nguy kịch như phù phổi cấp, suy tim cấp, rối loạn nhịp tim phức tạp, sốc tim hay tràn dịch màng tim. Ở các tuyến dưới và đặc biệt là những cơ sở, tuyến cơ sở thì để chẩn đoán những cái xét nghiệm này là những xét nghiệm cao cấp không có. Vì vậy là khi mà làm điện tim thì chúng ta sẽ thấy là những bệnh nhân này thường là những có biểu hiện, những có rối loạn nhịp. Và khi mà bệnh nhân có rối loạn nhịp thì những cái dấu hiệu đấy là tương đối nặng. Ở đây có hai cái xét nghiệm có thể chúng ta cần phải làm. Một cái xét nghiệm là điện tâm đồ, là xét nghiệm đơn giản nhất các anh chị có thể làm. Và xét nghiệm cao cấp hơn là chúng ta có thể làm cái men tim, troponin, để chúng ta sẽ xem là đối với viêm cơ tim thì chúng ta sẽ thấy nó tăng lên rất là nhiều. Còn đối với viêm màng ngoài tim thì thường nó ở giá trị bình thường hoặc nó tăng nhẹ. Sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, phụ huynh sẽ được yêu cầu ở lại trong vòng từ 15 cho đến 30 phút để có thể quan sát trẻ trong trường hợp trẻ bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng và cần được điều trị ngay lập tức. Trẻ có thể bị một số tác dụng phụ, đó là những dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể của trẻ đang xây dựng lớp bảo vệ. Các cái bước để đảm bảo an toàn cho trẻ nó cũng tương tự như ở người lớn, chỉ có điều cái công tác tư vấn không phải là tư vấn trực tiếp cho trẻ, mà tư vấn đấy vừa dành cho em bé mà vừa dành cho cả cái người mà chăm sóc nữa. Thì chúng ta thấy rằng ở đây đối tượng là nếu mà đối tượng vị thanh niên thì nó cũng khá là tự chủ trong cái chuyện là nghe và hiểu cái ý của người lớn rồi. Tuy nhiên vẫn có những cái nhóm tuổi nhỏ, ví dụ từ 12 tuổi chẳng hạn, thì cái nhóm này vẫn cần có cái sự theo sát của bố mẹ để làm sao chúng ta theo dõi và phát hiện sớm các cái vấn đề bất thường để có thể xử lý được. Những tác dụng phụ có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động hàng ngày của trẻ, nhưng chúng sẽ biến mất sau vài ngày. Các tác dụng phụ có thể gặp như đau, đỏ, sưng tại vị trí tiêm, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, ớn lạnh, sốt, buồn nôn. Các triệu chứng này không được gọi là biến chứng vì thường tự khỏi trong từ 1 cho đến 2 ngày. Mình sẽ theo dõi con trong vòng 7 ngày đầu, đặc biệt chú trọng đến 3 ngày đầu tiên, cái sinh hoạt của con xem có gì bất thường không. Những triệu chứng của biến cố bất lợi của viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim thường xảy ra vào ngày thứ 7, trong vòng 7 ngày sau khi tiêm. Tuy nhiên là các nghiên cứu đã nhấn mạnh là trong vòng 42 ngày là chúng ta vẫn phải lưu ý cho bệnh nhân. Mặc dù là trong vòng 7 ngày thì những biến cố đấy họ thường xảy ra hơn, thì tất cả các bệnh nhân sau khi tiêm trong vòng 42 ngày ấy, thì chúng ta sẽ khi mà có một trong những dấu hiệu sau là dấu hiệu tự nhiên có biểu hiện đau ngực cấp, hoặc là bệnh nhân cảm thấy kêu mệt và bệnh nhân có cảm giác là đánh trống ngực. Thì nếu mà đối với trẻ con ấy, thì chúng tôi thấy rằng là khi chúng ta hỏi đánh trống ngực thì các cháu lớn có thể biết, nhưng một số cháu nhỏ thì người ta không định nghĩa được. Thì chúng tôi thường là chúng tôi sẽ bảo là có cảm giác như đập thình thịch ở tim hay không, thì bệnh nhân có thể khai thác được, bệnh nhân có thể mô tả lại được. Và cái hai là những cái cơn khó thở, cơn ngất và vã mồ hôi.